Chào các cháu, hôm nay cô đọc cho các cháu nghe bài thơ Ra vườn nhặt nắng của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh. Ông ra vườn nhặt nắng, tha thẩn suốt buổi chiều. Ông không còn trí nhớ, ông chỉ còn tình yêu. Bé khẽ mang chiếc lá, đặt vào vệt nắng vàng. Ông nhặt lên chiếc nắng, quẫy nhẹ mùa thu sang. Và bây giờ chúng ta cùng nghe bài thơ Ông mặt trời bị ốm. Đây là một bài thơ vui. Sáng trên đường mẹ bảo, ông mặt trời ốm rồi. Nhìn lên trời em thấy toàn màu đen và mây. Chiều cơn mưa dần ngớt, mặt trời khỏi ốm rồi. Em nói với các bạn, các bạn bảo dở hơi. Cậu dở hơi thì có, cậu mới là dở hơi. Đó là câu hot nhất ở trong giờ ra chơi. Ông mặt trời thấy vậy, cười vang với đánh rơi. Bao nhiêu là tia nắng làm nên ông mặt trời. Chào các cháu nha. Thấy thơ hay không nào?